Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần 16 vở luyện toán lớp 4 tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Vở bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập cuối tuần và vở luyện toán thầy đã làm rất là đầy đủ, các em tìm để các em học nha. Nhiều em cũng hỏi thầy ơi sao không làm đề kiểm tra. Thì trên kênh của chúng mình đề giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, tất cả đã có đầy đủ ở trên kênh. Các em nhớ tìm để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 76 để chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Vậy thì đây chỉ là gì? Phép tính gì đây? Chia đúng không? 6, 4, 4, 5 chia cho 28. Chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia này nhá. Rồi. Vậy thì đầu tiên các em thấy này, 6 này không chia được, lấy hai chữ số đúng không? 64 chia cho 28 thì được mấy lần các em? 3 không được đâu đúng không? Được 2 lần thôi đúng không? Các em nhân lên này. 28 16 với 6 nhân 1. 22 là 4 nhân 1 là 5. Vậy chúng ta trừ đi bao nhiêu? 14 trừ đi 6 thì bằng 8. Đúng không? 6 trừ đi 5 thì còn mấy? Còn 1. Trả 1 bằng 0. Như vậy ở đây chỉ còn dư mấy thôi các em? Dư 8 thôi nè. Được chưa? Rồi, hạ số mấy? Hạ số 4 chúng ta được 84 nè. 84 chia cho 28 thì được mấy? 3 đúng không ạ? 3824 viết 4 nhớ. Nhớ 2, 32 là 6, 6 nhớ 2 là 8. Như vậy 84 với 84 thì sẽ bằng 0 đúng không? Vậy từ đây sẽ bằng ấy, bằng 0 nè. Hạ số 5 đúng không? Như vậy thì 5 chia cho 28 thì chỉ được mấy thôi? 0 đúng không? 0 nhân 28 là 0, 5 trừ 0 thì sẽ bằng 5. Như vậy đây là phép chia có dư và số dư của chúng ta là 5 nhá. Rồi, sang phép chia thứ hai. 4 3 2 0 chúng ta chia cho 36. Chia cho 36 nè. Rồi cũng tương tự như vậy. Thì 43 chúng ta sẽ chia cho 36 thì được mấy lần các em? Cũng chỉ được 1 lần thôi đúng không? 1 nhân 6, 36 là 36 này, 43 trừ 36 thì sẽ còn dư mấy đây? Dư 7, đúng không? Đây là 7 nè. Hạ số 2 chúng ta được 72. 72 chia cho 36 thì được 2. 26, 12 viết 2 nhớ 1, 32 là 6 nhớ 1 là 7, đúng không? Như vậy thì đây sẽ còn mấy? Còn 0 nè. Được chưa? Giờ nè, hạ số 0 xuống nè. Chúng ta được 00 chia cho 36 thì bằng mấy? Bằng 0. Rất nhiều em sẽ bỏ qua bước này nha. 0 x 36 là 0. Vậy thì 0 trừ đi 0 sẽ bằng 0. Đó, chúng ta phải ghi cho đầy đủ đến đây nha. Rồi, phép chia tiếp theo. 9, 1, 3, 5. Các em chia cho 45. Thực hiện phép chia này cho 45. Cũng giống như hai phép chia trên thì chúng ta sẽ lấy 91 chia cho 45 thì được mấy lần các em? 2 thôi đúng không? 2 x 5 là 10 với 0 nhớ 1, 2 x 4 là 8 nhớ 1 là 9. Vậy thì 91 trừ đi 90 thì đây sẽ còn dư mấy? Dư 1 này. Hạ mấy đây? Hạ 3 nè. 13 chia cho 45 thì được mấy các em? Được mấy? Được 0 lần thôi đúng không? 0 nhân với 45 là 0, vậy thì 13 trừ đi bao nhiêu? 0 sẽ là còn 13, chúng ta vẫn ghi xuống đây nhá, nhớ đây nè. Đấy, giờ mới hạ 5 chúng ta được 135. 135 mà chia cho 45 được 3 lần đúng không? Đúng nè, chúng ta nhân lên. 3 x 5 15 viết 5 nhớ 1, 3 x 4 12 nhớ 1 là 10, 13. Đó, như vậy thì đến đây mới là bằng 0 nè. Họ lúc nào cũng thiếu mình một dòng đúng không? Đấy, vậy thì đây là phép chia gì? Phép chia hết này. Và một phép chia có gì? Có dư nhá. Rồi, bài số 2. Để lát
một mét vuông nền nhà. Một mét vuông này thì chúng ta cần là 25 viên gạch. Hỏi nếu dùng 1.500 viên, đúng không? Đó, 1 mét vuông là 25 viên. Vậy thì 1.500 viên thì sẽ là bao nhiêu mét gì? Mét vuông. Vậy thì đây là bài toán sao các em? Quá dễ dàng đúng không? Ta chỉ cần làm một phép chia 1.500 chia cho bao nhiêu? Chia cho 20, 25, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời nè. Vậy thì số mét vuông nền nhà chúng ta có thể thể lát mà, được chưa? Hoặc giáo viên nào khó nha, thì chúng ta sẽ lấy nè, với 1.500 viên gạch thì có thể lát được số mét vuông nền nhà là đó, nhưng mà chắc chắn là gì, sẽ không phải máy móc như vậy đâu, đúng không? Rồi chúng ta chỉ cần trả lời là số mét vuông nền nhà. Số mét vuông nền nhà có thể lát được là, được chưa? Đó, các em sẽ lấy là 1.500, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 20, 25, được chưa? Rồi chúng ta chia xem bằng bao nhiêu. 15 không được, phải lấy 150, đúng không? Và thì sẽ được 6 đi, 6, 5, 30, 0, nhớ 3, 6, 2, 12, nhớ 3 là 10, 15. Hạ số 0, 0 chia 25 bằng 0, đúng không? Đấy, như vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 60. Vậy thì sẽ là 60 gì? Mét vuông, đúng không? Và các em sẽ ghi cho thầy là với 1.500 thì chúng ta sẽ lát được là 60 mét gì? Mét vuông. Đó, giáo viên nào khó chúng ta ghi cho chữ nền nhà nữa là không cãi vào đâu được, đúng không? Xong. Rồi, đến bài số 3. Một cái vòi nước chảy vào bể trung bình 1 phút. 1 phút này các em. 1 phút thì nó chảy là được 24 lít nước. Đúng không? Hỏi sau bao lâu thì vòi chảy được? Vậy bây giờ chúng ta có là 2.520 lít thì sẽ cần bao nhiêu gì? Bao nhiêu phút hay là bao nhiêu thời gian? Vậy thì đây cũng giống hệt bài trên đúng không? Chúng ta chỉ cần lấy 2.520 chia cho bao nhiêu? Chia cho 24 thôi. Đúng không? Quá đơn giản đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là thời gian. Ta ghi chữ thời gian đi nhé. Thời gian vòi nước chảy được. Đó, chảy được bao nhiêu? 2.520 lít sẽ là. Đó, thì các em sẽ lấy 2.520. Được chưa? Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 20, 24. Rồi chúng ta thực hiện phép tính chia. 25 chia 24 được 1 thì đây còn dư 1 đúng không? 12 chia 24 thì được 0. Đây vẫn còn là 12, thêm 0, 120. 120 mà chia cho 24 thì được mấy? 5 đúng không nào? Đúng chưa? Đấy, như vậy thì sẽ là cần 100 bao nhiêu? 105 phút. Phải chưa? Rồi và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số 105 phút. Đó. Vậy thì giờ nếu giáo viên muốn ôn lại kiến thức á, vậy thì 105 phút thì bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, đúng không? Thì các em chỉ cần lấy là 105 này, các em trừ cho bao nhiêu? Trừ cho 60. Đúng không? Đấy thì nó sẽ ra ngay là bao nhiêu? 10 trừ đi 6 bằng mấy? 4, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ bao nhiêu? Sẽ là 1 giờ 45 phút. Được chưa? Đó, nếu giáo viên mà hỏi thì chúng ta có thể trả lời bằng 1 giờ 45 phút thì giáo viên sẽ gì? Thán phục mình ngay, nắm rất vững kiến thức, đúng không? Rồi, bài số 4.
khu đất có chu vi. À, chúng ta nhớ đây là có chu vi nè. Chu vi là 450 mét, chiều dài thì hơn rộng. Chiều dài nè thì hơn chiều rộng, tức là nó sẽ bằng chiều rộng cộng với bao nhiêu? 15 mét, đúng không? Vậy thì giờ người ta hỏi là tính diện tích của cái khu đất này. Vậy thì khu đất này có diện tích là bao nhiêu mét vuông, đúng không? Đấy, vậy thì các em thấy nè, có chu vi nè, có chiều gì, dài hơn chiều rộng nè. Vậy thì đây là loại toán gì nhỉ? Chu vi thì chúng ta sẽ tìm được cái tổng. Tổng ở đây chính là nửa gì các em? Nửa chu vi này, đúng không? Chiều dài hơn chiều rộng, tức là chiều rộng thì sẽ bằng cái gì? Rộng thì sẽ bằng chiều dài trừ đi bao nhiêu? 15. Vậy thì đây là toán tổng gì đây? À, đây là dạng toán tổng gì? Tổng hiệu các em nhá. Đấy, phải rất chú ý để gì? Chúng ta phân biệt được loại toán. Được chưa? Vậy thì để đưa về dạng toán tổng hiệu thì đầu tiên ta sẽ tính gì? Tính cái tổng này nè. Tổng này chính là nửa chu vi của cái khu đất này. Được chưa? Sang bên này chúng ta làm nha. Rồi, trước hết chúng ta sẽ tính là nửa chu vi. Nửa chu vi của cái khu đất. Nửa chu vi của cái khu đất đó là đó, sẽ là bao nhiêu các em? Chu vi là 405 thì chúng ta nửa chu vi sẽ chia nó cho 2. Đúng không? Rồi. 405 các em chia cho 2. 4 chia 2 được 2, đúng không? Rồi 0 chia 2 thì bằng 0, đúng chưa nào? 5 chia cho 2 thì được mấy? À xin lỗi các em, từ từ nào. 450 mà thầy ghi là 405 đó, thầy nhìn cái là biết liền là mình sai. 450 nha, chia cho 2. 4 chia 2 được 2. Không là 5 chia 2 được 2, còn dư 1. 10 chia 2 bằng 5. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 225. Đấy, nó sẽ là 225 mét. Vậy thì đây là gì đây? Đây là tổng nè. Tổng có rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính được số lớn. Số lớn này chính là chiều dài của cái khu đất, đúng không nào? Đó, chiều dài khu đất đó là, thì chính bằng gì các em nhỉ? À, bằng tổng nè, 225 cộng với hiệu. Hiệu ở đây chính là số bao nhiêu? Mười mấy? 15. Chia cho gì? Chia cho 2, đúng không? Đó, bây giờ các em cộng vào cho thầy. 225 cộng với 10, 15. 55 là 10 với 0 nhớ 1. Vậy thì đây sẽ là 42. Đúng chưa? Vậy thì sẽ là 240. 240 giờ mình chia nó cho 2. 2 chia 2 được 1. Bằng 0, 4 chia 2 bằng 2. Được chưa? Đấy, như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 120, đúng không nào? Rồi, thầy sẽ thay cây bút khác hết mực rồi. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 120 mét. Đó, vậy thì mình đã tính được chiều gì? Chiều dài. Vậy thì bây giờ mình tính được chiều gì? Chiều rộng thôi. Rồi, chiều rộng của cái khu đất. Chiều rộng cái khu đất đó là, đó, chúng ta sẽ lấy cái gì? Chiều dài là 120 trừ đi bao nhiêu các em? Trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 15, đúng không nào? Đấy, vì chiều rộng nó kém chiều dài 15 mét. Đấy, thì 120 mà trừ đi 15 thì nó sẽ là 105 mét. Được chưa? Giờ có chiều dài, có chiều rộng rồi, tính được diện tích không? Dễ như ăn kẹo rồi, đúng không? Thì diện tích của khu đất đó là, thì đây là hình chữ nhật, thì sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng, đúng không? Rồi chúng ta nhân 120 nhân với 105. 120 nhân với 105. 50 là 0, 52 10 với 0 nhớ 1. 5 nhân 1 là 5 nhớ 1 là 6.
Được chưa? Số 0 thì không cần nhân, ta sẽ thụt vào đúng không? 1 x 0 là 0, 1 x 2 là 2, 1 x 1 là 1. Rồi, vậy sẽ bằng bao nhiêu? 12.600 mét gì? Mét vuông. 12.600 mét vuông. Và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số như vậy khu đất này sẽ là 12.600 mét gì? Mét vuông. Được chưa? Xong nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 5. Tìm x trong phép chia có dư. Nè, các em xác định nè, số bị chia, số chia thương và số gì? Số dư. Vậy thì chúng ta đã làm cái này ở trong các tuần trước rồi đúng không? Muốn tìm được số bị chia trong phép chia có dư này, số bị chia này, số bị chia nha. Trong phép chia có dư thì số bị chia. À xin lỗi, đây là số chia chứ. X là số chia đúng không nè. Rồi, số chia nè thì sẽ bằng số bị chia nè trừ đi cái gì các em? Trừ đi số dư. Được bao nhiêu chúng ta chia cho cái gì? Chia cho thương. Đúng không nào? Đó, vậy thì đây là cái công thức. Các em phải nhớ cái công thức này để chúng ta tính nha. Nếu không nhớ được công thức này, chúng ta sẽ không tính được ở trong phép chia có dư đâu nha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công thức này thì chúng ta sẽ áp dụng này. Vậy thì số chia ở đây chính là x này, sẽ bằng này, số bị chia ở đây bao nhiêu? 2, 4, 6, 8. Trừ đi số dư. Trừ đi số dư là bao nhiêu? Là 10, 18. Được chưa? Chia cho thương là 3, 35. Đó, vậy thì giờ nhiệm vụ chúng ta là tiến hành giải cái biểu thức này thôi. Đúng không? 2, 4, 6, 8 kem trừ đi 10, 18. 0, 5, 4, 2. Đúng chưa? Đây sẽ bằng 2450. 2, 4, 5, 0. Bây giờ chúng ta chia nó cho bao nhiêu? Chia cho 35. Đó, bây giờ chúng ta thực hiện phép tính chia. 2, 4, 5, 0 này chia cho 3, 35. 2, 4 không chia được, lấy 3 chữ số thì được khoảng 7 đi. 75, 35 viết 5 nhớ 3. 73, 21 nhớ 3 là 24 đúng không ạ? Rồi, hạ 0, 0 chia 35 thì bằng 0. Như vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 7 gì? 70. Vậy thì ở đây sẽ là x sẽ bằng 7, 70. Vậy thì đến đây chúng ta kết luận này, vậy cái gì các em? Vậy x bằng bao nhiêu? 7 gì? 70. Được chưa? Rồi. Như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong tiết số 1 của cái tuần 16 này các em nhé. Và đừng quên chia sẻ video cũng như kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp trong trường nha. Tạm biệt các em.